Hai thầy sẽ nói về cái cách sử dụng cái MS Team. Thì đối MS là viết tắt của chữ Microsoft ạ. Thì trước hết thì các em cần phải cài đặt. Cài đặt cái MS Team, tốt nhất là các em phải cài ở trên máy tính á. Hoặc là trên ứng dụng di động á. Nếu mà điện thoại mình cài được cái Zalo này nọ thì MS Team là cài được hết. Đó là một ứng dụng của Microsoft. Và cái điểm đặc biệt là các em vào trường IDC, các em sẽ được cấp một cái tài khoản email. Email là email là gì? stu.idc.edu.vn. Thì với cái tài khoản đó thì các em có thể là active một số cái ứng dụng mà sử dụng hàng ngày trên máy tính của chúng ta, ví dụ như Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, vân vân. Thì những ứng dụng đó là trường đã hỗ trợ chúng ta. Nên các em hỏi là vô có hỗ trợ gì hay không, thầy nói trước mắt là trước khi vào học các em được đăng ký một tài khoản mail là trường đã hỗ trợ các em là một năm là 1.999.000 để sử dụng cái phần mềm Microsoft Office 365. Nếu em không có mail đó thì em phải, nếu mà mình gọi là dân hợp pháp nha, dân hợp pháp là chúng ta sử dụng được cái phần mềm này để sử dụng là active được là một năm là mình đỡ tốn 1.299.000. Phần mềm này là Office 365, là phần mềm luôn luôn cập nhật và mới nhất hiện tại bây giờ và mình sử dụng trọn đời nếu mình còn cái địa chỉ mail đó. Ok, ví dụ mình tính ra mình còn 60 năm nữa để mình xài máy tính thì mình nhân lên thế này là coi như là khoảng 70-80 triệu gì đó. Ok, rồi để thì chúng ta thấy là đó là cái điểm thứ nhất để các em thấy là, và ngoài ra là sử dụng cái công cụ MS Team là sử dụng là chúng ta học trực tuyến đó, thì để cài đặt thì các em có thể sử dụng Google mình tìm đó, nếu mình không biết nó cái đường dẫn như thế nào mình gõ MS Team, mình dùng chức năng Google mình, rồi sau đó mình vô cái mục thứ nhất là đầu tiên nè, mình nhấn vào đó, rồi sau đó mình đăng nhập vào thôi, đăng nhập vào đó, rồi mình chọn là đăng nhập vào, mình chọn sign nè. Nếu các em dùng cái giao diện tiếng Việt thì mình thấy tiếng Việt đó, rồi sign vào, rồi mình gõ cái địa chỉ mail của chúng ta vào thôi. Ví dụ như địa chỉ mail của chúng ta là khoa công nghệ thông tin a@stu.idc.edu.vn. Đó, rồi mình gõ cái địa chỉ mail xong rồi mình nhập cái password vô. Mình nhập cái password vô. Rồi. Đó. Thì nó sẽ vào cái màn hình sim MS Team đây. Các em nên cài chứ không nên dùng trên web. Dùng trên web thì nó không ổn định bằng, tại vì khi mà dùng trên web mỗi lần mất kết nối internet này nọ là nó bị ngắt. Nên khi mà mình dùng trên web là nó có bất tiện đó, nên tốt nhất là mình cài. Ví dụ như mình cài nó có cái dạng như này đấy. Đấy, cái giao diện nó cũng gần ná ná như vậy. Ok. Rồi thì thầy sẽ nói về cái ba cái chức năng cần thiết khi mà mình học. Thứ nhất á là giả sử như là mình muốn tham gia vào cái lớp học, ở đây là thầy dùng ở trên web ha. Thì khi mà mình muốn tham gia vào lớp học thì các thầy cô sẽ gửi cho em một cái code hoặc một cái đường link. Nếu đường link mình chỉ kích vô đường link là vào thôi, còn không là có gửi cho em một cái code thì các em scroll vào thôi. Em chọn cái chức năng này nè, bên góc bên thì phải nè. Đó. Rồi mình gõ cái code đó vô thôi. Code đó là như thế nào mình gõ vô, rồi mình chọn join thôi thì nó sẽ vào. Rồi ok, đơn giản ha, để join vào. Thì cái tài này là mình phải đăng nhập bằng email của trường nha, IDC á, chứ còn mình đăng nhập bằng mail khác là nó không được. Rồi, sau khi mình đăng nhập vô, gõ code vô, nó sẽ ví dụ thì join vào cái code có cái lớp này. Nếu mà có cái lớp nào mình sẽ thấy xuất hiện cái lớp đó.
rồi mình chỉ việc kích vào cái lớp tương ứng đó thôi. Đã, thì đây là cái giao diện để chúng ta sử dụng cái NSTEAM này. Ok, thì trong đây á là mình sẽ có, mình nhìn cái giao diện mình sẽ có cái mục là file. File này để mình lấy tài liệu này nọ, thì chúng ta sẽ chọn mục file này mình lấy tài liệu thôi. Nếu thầy cô up bài giảng gì đó, chúng ta vô mục file này, hay là trong quá trình học mà mình có record lại cái bài giảng đó thì nó cũng nằm ở trong đây. Nó nằm ở trong trong cái mục file này. Thì các em chỉ việc là mình tải về hoặc là mình xem đó. Đó, mình vô cái mục đó mình tải về hoặc xem. Ok. Đó, đó là cái phần là thứ nhất, mình lấy tài liệu, xem tài liệu. Đơn giản ha. Mình theo dõi cái quá trình những cái thông báo thì mình sẽ chọn cái mục box, cái mục đầu tiên. Thì những cái thông báo, những cái thông tin gì đó thì nó sẽ xuất hiện ở đây. À, thầy cô có thông báo gì đó thì các em có thể xem ở trên đây. À, đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai á thì nói về cái chuyện là mình làm bài tập, làm bài kiểm tra. Thì để làm bài tập hay bài kiểm tra đó thì các em sẽ vào trong một assignment này. À, một assignment này. À, mình vào đó mình sẽ thấy được những bài tập và bài kiểm tra mà thầy cô yêu cầu các em phải làm và phải nộp. Thầy lấy ví dụ, thầy cô tạo cho các em vào một cái bài thi trắc nghiệm. Mình nhìn thấy là cái thời gian là hôm nay là tới 11:59 tối là hết hết hạn này. Nên mình phải làm trước cái thời gian đó. Hay là cái bài tập là đến yêu cầu nộp bài tập nè. Đó, thì mình bây giờ mình cần làm nào mình chỉ chọn vô cái đó. Ví dụ, mình chọn vô bài tập trắc nghiệm số 1. Mình chọn vô. Rồi, thì nó sẽ có cái bài tập mình chọn vô. Kích vào cái bài. Thì cái bài tập trắc nghiệm, thì trắc nghiệm thì có nhiều hình thức. À, cái ví dụ như hình thức là mình chọn, ví dụ thầy chọn đại. À. Chọn. Sau khi chọn xong, cho các nghe một cái đúng đi ha. Sau khi chọn xong thì mình nhấn vào cái nút nộp bài, submit. Thì nó sẽ nộp bài. Đó, là nó báo ok, đã được submit. Thì cái này đơn giản, làm bài trắc nghiệm đơn giản. Rồi mình có thể xem được cái kết quả. Xem được cái kết quả. À, làm đúng không? Đâu làm sai đúng vậy đó. Rồi, đó là làm trắc nghiệm thì dễ rồi. À, đa số chúng ta hay lúng túng cái bài làm mà nộp cái đính kèm file cái bài tập á. Làm bài tập. À, ví dụ ở đây trong assignment thầy cô có giao cho chúng ta một cái bài tập. À, nghĩa là mình đã làm xong rồi nó mất rồi ha, nó xuất hiện vô cái mục là complete nha. Là cái này mình làm rồi. Còn cái này mình chưa làm nó nằm đây. Thì mình cũng coi cái thời gian mà mình phải làm trước, nếu trễ là nó đã khóa hệ thống là mình sẽ không có nộp, không làm được nha. À, mình chọn bài tập. Ví dụ bài tập này là yêu cầu mình làm bài tập rồi sau đó mình nộp đính kèm file. Thì để đính kèm file mình chỉ việc là chọn cái nút là Extract. À, mình chọn vô. Rồi. Mình có cái file đó nằm ở trên máy tính thì mình sẽ chọn cái upload nè, ở dưới cùng này. Trên máy tính. À, mình chọn cái upload. Đó, mình chọn cái nút đó. Rồi. Rồi mình xem có cái bài mình nằm đâu, mình chọn đúng cái bài đó. Chọn đúng cái file đó. Được chứ? Đừng tránh trường hợp mình chọn nhầm cái bài ha. Rồi, mình chọn upload lên. Upload lên thì chờ cái đường nha, cái đường đây chúng ta nhìn thấy rồi. Đó. Được chưa? Upload xong. Ok, là tới đây chưa xong nha. Các em làm tới đây cái ngưng rồi. Chưa, mình chưa nộp mà mình mới upload file. Bây giờ mình xác nhận mình nộp là mình nhìn cái góc bên tay phải nè. Mình nhìn thấy có nút mình nộp bài. Mình nhấn vô cái nút này. Ok. Đó. Mình nhấn vô nút nộp bài xong. Đó. Thì nó báo là mình đã nộp vào thời gian nào. Nếu mà mình muốn nộp lại thì mình chọn in đu này rồi sau đó mình nộp lại cái file khác. Nha. Được chưa? Rồi. Rồi, sau khi mà mình nộp xong rồi á thì mình nhìn thấy đây nè. Trong cái assignment là trong không còn cái gì nữa nè, thấy không? Còn mình sẽ xem cái mục complete. Đó là nó nằm trong đây, là những cái bài mình đã hoàn tất. Rồi, sau khi thầy cô chấm điểm á thì mình sẽ xem một mục grade. Là xem cái chấm điểm nè, mình sẽ chọn mục grade là cái bảng điểm của mình. Đây, cái bảng điểm đây. À. Cái này là thầy cô chấm xong thì mình sẽ thấy điểm xuất hiện ở đây.
Thầy lấy ví dụ, thầy chấm cái bài thứ nhất, thầy chấm cái bài là trắc nghiệm đi. Hình như bị đứng rồi á thầy. Rồi rồi được rồi đấy. Rồi, khi thầy giả sử như thầy cô vào chấm bài, thì khi chấm xong thì các em sẽ xem trong mục đó, mình sẽ thấy ví dụ là cái này là cái trang của thầy cô chấm, là thầy thầy ví dụ một cái trường hợp này, thầy chấm cái ha, rồi để các em thấy là điểm của mình nó sẽ xuất hiện ở cái chỗ đó. À, ví dụ mở cái bài của mình lên, à, đó là chấm tự động nhưng mà thầy cô phải xác nhận lại. À, nhiều khi chấm tự động là có khi là nhầm lẫn cái gì đó phải xác nhận lại. Ok, rồi cái này ok nè ha. À, xong từ từ. Rồi bây giờ mình sẽ xem coi cái bài của mình đây, điểm của mình đây. Nó phải cập nhật lại. Nó sẽ báo cho mình biết á, là cái bài đã được chấm, nó sẽ báo đây, mình nhìn thấy 5 điểm rồi không? Tương tự như những cái khác. Đó là thầy giới thiệu về chức năng thứ hai là làm bài. Cái này quan trọng ha, tại vì mình làm không đúng thời gian hay mình nộp không 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 đúng theo yêu cầu á, thì giáo viên thầy cô sẽ không thấy bài, không thấy bài không có chấm điểm được. Ok, đó là thứ nhất. Còn cái thứ hai này nói về cái công cụ mình sử dụng, là cái công cụ mà các em đang đang theo dõi đây. À, là các em nhìn thấy cái màn hình này đó. Đây. Thì công cụ là mình sử dụng trong quá trình mình học online, thì thầy cô sẽ tạo một cái meeting và mình join vô như thế này. Thì trong quá trình học thì mình sử dụng á, thì thầy giới thiệu một số cái mà sử dụng cơ bản nè để các em thấy. À, đây là danh sách những người tham gia lớp học mà thầy cô có thể quan sát được hết. Và các em lưu ý là mình ra vào thì trên cái nhật ký của trong MS Team là nó ghi nhận lại là bạn nào vào lúc mấy giờ mấy phút mấy giây, rồi ra lúc mấy giờ mấy phút mấy giây gì đó vân vân, là trên hệ thống là có lưu lại cái đó, nhưng mà các em sẽ không thấy, chỉ có thầy cô thấy thôi. À, thì khi mà mình cần trình bày, mình bật cái mic mình lên thôi. À, trên cái công cụ mình có cái công cụ mic nè ha, mình bật lên, à, bật video gì đó mình sẽ bật lên. Rồi trong quá trình cần trao đổi mình chat ra đây đó, mình bật cái cửa sổ chat thì mình gõ gì đó. À, mình gõ trên cái cửa sổ chat này mình cần trao đổi cái gì đó. À, hay mình đính kèm file trong quá trình làm bài tập chạy tại lớp đó, mình có thể đính kèm cái file rồi mình gửi trực tiếp ở đây, đính kèm file trên đây. À, rồi còn khi mà mình muốn phát biểu gì đó thì mình sẽ chọn cái biểu tượng này nè, mình đó đây phát biểu mình giơ tay nhá hả. Đó là cái những cái mà mình dùng trong quá trình đấy, hoặc là mình cần chia sẻ gì mình sẽ chọn lúc này, mình sẽ chọn lúc này nè. À, thầy không nhấn vào, nhấn vào nó sẽ tắt cái màn hình đang chia sẻ này. À, thì khi nếu mà mình cần chia sẻ cái màn hình của chúng ta có thể nhấn vô đây, nó sẽ hiển thị lên mình cần chia sẻ gì, mình nhấn vô là ok là xong. Ok, đó thì thầy tóm tắt một số cái ba cái nhóm chức năng mà chúng ta cần dùng trong quá trình sử dụng cái công cụ MS Team này. Được chưa? Thì cái công cụ này là công cụ của Microsoft, license luôn rồi nha, chứ không phải là cái công cụ rắc hay là bẻ khóa, mà công cụ này đã được license cho trường chúng ta và chúng ta sử dụng. Một công cụ rất hiệu quả để hỗ trợ trong quá trình mình học online. Ok, đó, thì thầy chia sẻ một số cái để các em có thể hình dung ban đầu. Còn trong quá trình sau này học thì có trục trặc vấn đề gì đó thì các em có thể là liên hệ trực tiếp với giáo viên dạy đó để trao đổi thêm.